30. Cha quay về đi. Bác Phùng, hôm nay chúng cháu đến tạ tội với bác. Trước đây chúng cháu không hiểu chuyện nên đã hiểu lầm bác. Hôm nay chúng cháu muốn nói với bác, chúng cháu xin lỗi. Bác Phùng, trước đây cháu cũng đã từng chửi mắng sau lưng bác. Cháu đã nói bác xin lỗi bác. Hôm nay chúng cháu khấu đầu tạ tội với bác. Bác Phùng, trước đây chúng cháu toàn hợp nhau lại lừa tiền của bác, nhưng chưa bao giờ biết nói câu cảm ơn bác. Nhưng việc đến ngày hôm nay đã muộn rồi. Nhưng Lục Tử Tranh cháu đảm bảo với bác, Phùng Vĩnh Quý mãi mãi là anh em tốt của chúng cháu. Bác yên tâm, chúng cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Chúng cháu sẽ cùng nhau báo thù cho bác. Lấy được tiền về rồi. Thật sự là không ít. Cậu ấy sao rồi? Chẳng sao cả. Anh ấy không ăn uống gì, có thể khuyên thế nào cũng không được. Vĩnh Quý, mối thù của cha cậu, mối thù của nhà tôi, mối thù của nhà Lý Khê Nhiễm, và cả mối thù của Kỷ Minh Hạo, đội sát khấu chúng ta nhất định sẽ báo thù. Vĩnh Quý, số đồ cổ mà cha cậu vận chuyển đi đó đều là hàng hiếm có, bọn Nhật đang phát điên lên rồi. Bây giờ ở bên ngoài chúng đang truy nã cậu khắp nơi. Còn ai nói ông ấy là Hán Giang nữa không? Không còn ai đâu. Không ai nói cha cậu là Hán Giang đâu. Tôi và lão Lãnh vừa ra ngoài. Bây giờ tất cả mọi người ở Thiên Tân đều khen cha cậu, nói rằng cha cậu rất dũng cảm. Họ bảo cha cậu qua mắt được bọn chúng, lừa bọn Nhật, cho bọn chúng xoay mòng mòng. Hơn nữa, lần này cái miệng của cha cậu đã mạnh mẽ chửi vào mặt quân Nhật. Ông ấy
đã khiến cho quân Nhật phải phát điên lên. Dừng lại. Cái này bao nhiêu? Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tử Tranh, Okamoto lấy mạng cha tôi. Lần này tôi nhất định phải bắt hắn, đền mạng cho cha tôi. Cho nên lần này tôi cầu xin cậu, hãy để tôi đi đi. Tôi sẽ đi đặt quả thuốc đó. Vĩnh Quý, cậu phải thật bình tĩnh. Tôi hiểu tâm trạng hiện giờ của cậu. Chúng tôi cũng muốn báo thù cho cha cậu mà, để bù đắp lại lỗi lầm của chúng ta. Chỉ có điều, hành động ném thuốc nổ lần này, cậu thực sự không thể đi được. Tôi báo thù cho cha tôi. Dựa vào cái gì mà tôi không thể đi? Lần này tôi nhất định phải đi. Cậu không thể đi được. Thời gian này cậu không được đi đâu hết. Chỉ được ở yên ở đây. Cậu tin tôi đi. Tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù tôi có phải chết cùng với Okamoto, cậu đảm bảo sao? Cậu đảm bảo thế nào? Cậu đã vào nơi Okamoto ở chưa? Cậu nắm rõ hành tung của hắn chưa? Cậu có biết đặt thuốc nổ ở đâu không? Tôi không biết. Chẳng lẽ cậu biết? Đương nhiên là tôi biết. Tôi biết hắn nhất định sẽ xuất hiện ở một nơi. Hơn nữa nơi đó là địa điểm duy nhất mà chúng ta có thể ra tay. Ở đâu? Hội đồ cổ. Thời gian này Okamoto cứ 3 ngày lại đến hội đồ cổ một lần. Xe của hắn thường dừng ở cổng. Mà chỗ này là chỗ gần với xe của hắn nhất. Vừa hay chỗ này là một góc chết, đứng ở cổng sẽ không nhìn rõ. Chỉ cần chúng ta có thể dụ được mấy tên hắn gian ở cổng ra chỗ khác, chúng ta sẽ có cơ hội đặt thuốc nổ vào xe của Okamoto. Đợi Okamoto lên xe sẽ bùm. Vậy tôi sẽ dụ bọn hán gian đó. Cậu sao? Cậu muốn chui đầu vào miệng cọp à? Vậy tôi sẽ đi đặt thuốc nổ. Không được. Nhà họ Phùng chỉ còn lại mình cậu. Cậu quên những gì cha cậu viết trong thư rồi sao? Ông ấy bảo cậu làm gì cũng phải hết sức cẩn thận. Đương nhiên là tôi nhớ. Đó là lá thư duy nhất mà cha tôi viết. Ông ấy đã hy sinh cho tôi nhiều như vậy. Tôi chỉ làm một việc này có là gì? Cho dù có phải mất mạng, tôi cũng nhất định phải đi. Không được. Chúng ta đều phải sống. Không ai được phép xảy ra chuyện gì. Cho dù giết được Okamoto thì vẫn còn Naoshima. Tôi sẽ dùng tất cả tiền của mình để đổi lấy cơ hội này. Tất cả. Tiền sao? Cậu muốn dùng tiền đập chết Okamoto à? Tiền thì có tác dụng gì? Vậy tôi có thể làm được gì? Cậu nói tôi biết đi. Vậy tôi làm gì? Tôi làm được gì? Mọi người làm gì thì tôi cũng làm. Vĩnh Quý, cậu phải ở yên trong tiệm chụp ảnh. Việc giết Okamoto chúng tôi sẽ làm. Đậu hũ non đây.
Được, được. Bao nhiêu tiền một bát? 7 hào một bát, rẻ lắm. Tiên sinh, mua một bát đi. Không cần. Nếu như tôi mua hết cả gánh xe này thì hết bao nhiêu? Mấy thứ linh tinh này cậu cũng lấy sao? Vậy thì đắt lắm. Đây là đồ kiếm cơm của cả nhà tôi. Nếu như cậu muốn mua thì cũng phải 10 đồng đại dương. Ở đây có 20 đồng, cho bà hết. Tiên sinh, nhà tôi còn có xe to hơn nữa, cậu có mua không? Thạch Đầu, chúng ta có tiền rồi, bà sẽ cho cháu đi học. Cháu xem. Tiên sinh, nếu muốn mua xe lại, đến tìm tôi nhé. Đậu hũ non, đậu hũ ngon lành đây. Mấy anh, ngày lạnh thế này lại đây ăn đậu hũ non đi, vừa ấm bụng vừa ngon. Đậu hũ non à, ăn một bát nha. Có phải trả tiền không? Vậy tôi mời anh ăn. Không cần tiền thì cho tôi một bát. Mấy anh em, đi. Đùa à, đợi em gái đấy em gái. Anh trả tiền. Cho thêm ít hành qua nữa. Được. Nào nào. Này, mời anh. Em gái. Anh nói này, em xinh đẹp thế này, đi bán đậu hũ làm gì? Về nước sống với anh đi. Hai chúng ta xứng đôi lắm đấy. Em xem, nam thanh nữ tú. Anh đừng nói đùa nữa, tôi là nông dân thôi mà. Mà ăn cho nóng đi. Tiên sinh, tôi thấy trong xe có một vị thái quân nữa. Hay là anh cũng mời anh ấy một bát đi. Không cho hắn, hắn lạnh chết đi. Đùa thôi, đùa thôi. Được, cho hắn một bát, thêm một bát đi. Nhớ cho thêm rau thơm vào. Được, được. Thái quân, ăn đậu hũ non đi. Được, ấm bụng lắm. Được, được. Ngon lắm, ngon lắm. Ăn đi, ăn đi. Này, mời anh. Ăn đi. Ăn nhiều vào. Ngon lắm. Ông chủ, cho tôi 2 quả táo. Được. Anh cứ ăn đi, còn nhiều lắm. Ngon, ngon lắm. Làm nhiệm vụ mà rời khỏi vị trí à? Đi thôi. Thái quân, trưởng quan, đồ khốn. Dạ. Tại sao? Tại sao cậu không ở trên xe chứ? Hắn mời tôi ăn, không phải tại tôi. Qua cô nương bán đậu hũ non. Qua cô nương. Đậu.
Xin chủ quan trách phạt. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Hôm nay tôi không những không trách phạt cậu, mà còn phải cảm ơn cậu đó. Nếu không có cậu thì hôm nay tôi đã biến thành tro rồi. Thật không ngờ lại để cho Okamoto thoát. Hay là chúng ta lên kế hoạch một lần nữa? Một cơ hội tốt như vậy mà bỏ lỡ mất rồi. Còn lên kế hoạch cái gì? Không phải mọi người hứa với tôi rồi sao? Mọi người nói sẽ cho tên Okamoto đó nổ banh xác. Chỉ thiếu chút nữa. Chỉ còn thiếu chút nữa thôi. Đừng nói thiếu chút nữa với tôi. Hiện thực đã chứng minh mọi người thất bại rồi. Mọi người thất bại tuyệt để rồi. Anh cáo giận gì chứ? Lần này thất bại, tất cả mọi người đều buồn. Không phải vì chúng ta sai sót, mà vì Okamoto may mắn. Đừng cãi nữa. Phùng Vĩnh Quý, tôi có lỗi với cậu, đã khiến cậu thất vọng rồi. Tử Tranh, anh đừng như vậy. Ám sát Okamoto là một nhiệm vụ rất khó. Tiểu Mạn nói đúng. Qua sự việc ngày hôm nay, hắn ta nhất định sẽ phòng bị nghiêm ngặt hơn. Bước tiếp theo, chúng ta nên đổi mục tiêu. Không, tôi vẫn nhằm vào Okamoto. Kẻ cấp gặp bà già, chúng ta tấn công liên tục. Tôi nhất định phải làm đến cùng, chặt được cái đầu chó của hắn, để cúng tế cho những sinh mệnh bị hắn hại chết. Đậu hũ non đây. Đậu hũ non nóng đây. Vừa tươi vừa ngon đây. Đến rồi, hạ xe thôi. Bà Tôn, bà đừng sợ. Hôm nay bà không cần bán đậu hũ nữa. Tôi mua hết. Bà Tôn, xe ô tô của tôi bị nổ tung rồi. Nhưng bác của bà lại xuất hiện ở chỗ xe tôi nổ. Thái Quân, xe đó sao tôi biết được? Tôi không biết. Chỉ cần bà giúp tôi tìm được hung thủ giết người thì chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Nhưng nếu như bà không tìm hung thủ giúp tôi, tôi chỉ có thể coi bà là hung thủ. Thái Quân, Thái Quân, đừng. Tôi thật sự không biết tại sao cái bác lại ở chỗ này. Tôi... Đúng rồi. Có một buổi trời vừa tờ mờ sáng, tôi đẩy xe đậu hũ lên phố bán. Sau đó có một người trẻ tuổi mua lại xe đậu hũ non của tôi, cả cái bát nữa. Cô ta đã bỏ hai, à không, 20 đồng đại dương để mua hết cả xe. Tôi... Đừng. Người trẻ tuổi ư? Dạ phải. Bà nhớ kỹ lại xem cô ta trông thế nào. Tôi... Trong cô ta có vẻ là người có học, không cao lắm. Những cái khác thì tôi không nhìn rõ, không nhớ được phải không? Được, tôi sẽ giúp bà nhớ lại. Lại đây. Thạch Đầu, Thạch Đầu, Thạch Đầu. Thái Quân, Thái Quân, đừng làm hại cháu tôi. Tôi thực sự không biết gì cả. Tôi thực sự không biết. Bà nội, bà nội. Bà ơi cứu cháu. Bà ơi cứu cháu. Cháu bà rất may mắn đấy. Dính phải một viên đạn thôi. Bà nội cứu cháu. Nó có may mắn được nữa không? Không biết đâu. Cái này tôi không nói trước được. Không không không. Thái Quân, Thái Quân. Thái Quân, hay là thế này. Tôi lên phố, tôi nhận mặt từng người cho anh được không? Vậy bà biết cô ta trông thế nào rồi phải không? Tôi biết, tôi biết. Trông thế nào? À, là... Không phải là... Trông như nhau cả thôi. Rốt cuộc trông như thế nào? Thật đó. Đến chuyện này mà cũng không nhớ được. Bà già đến hồ đồ rồi à? Thái Quân,
Tôi thật sự không nhớ được. Tôi không nhìn rõ. Bà không biết thật ư? Lúc đó tôi chỉ mãi đếm tiền. Tôi vừa ngẩng lên thì người ta đi mất rồi. Vậy tôi sẽ cho bà một cơ hội cuối cùng. Bà nội, bà nội, bà nội. Thái Quân, tôi cầu xin anh. Thái Quân, tôi xin anh. Tôi thực sự... Thạch đâu? Lũ giặc cướp chúng mày, lũ thổ phỉ, tao liều mạng với chúng mày. Thu Quân, để xảy ra chuyện thế này, học sinh cũng có trách nhiệm. Là do tôi kiểm soát không chặt chẽ, không bảo vệ tốt sự an toàn của tiên sinh. Một lần rồi lại một lần. Lá gan của bọn chúng lớn quá rồi. Chúng dám bày kế giết tôi. Thuốc nổ tự chế, lại là thuốc nổ tự chế. Một thứ trò mèo như vậy mà suýt nữa lấy mạng tôi rồi. Xem ra tôi đã khinh địch quá rồi. Đây là nỗi ô nhục của tôi, cũng là nỗi ô nhục của đế quốc. Rõ. Ngài Okamoto, tôi sẽ phái thêm người bảo vệ an toàn cho anh. Báo cáo. Vào đi. Thái Quân, anh tìm tôi à? Anh kể lại đầu đuôi chuyện ngày hôm nay cho tôi nghe. Sáng nay mấy anh em tôi đang đứng cạnh ở cổng hội quán, nhìn thấy một cô gái bán đậu hũ non, trông cũng khá xinh đẹp. Anh có chắc đó là một cô gái không? Phải, là một cô gái. Một cô gái trẻ. Cô ta cho chúng tôi đậu hũ non. Chúng tôi đang uống thì cô ta nói: trời lạnh thế này mà anh không cho Thái Quân uống à? Tôi ra xe mời Thái Quân xuống. Đang uống dở thì bùm, cô ta cũng biến mất luôn. Đồ khốn. Anh mau khai thật đi. Anh có quan hệ gì với cô ta? Không có quan hệ gì cả. Chẳng liên quan gì hết. Tôi không hề quen cô gái đó. Thái Quân, tôi không quen. Được rồi. Tôi biết anh là người của Nghiêm Hổ. Và anh đã làm không ít việc tốt cho đế quốc. Được rồi, tôi sẽ tin anh lần này. Anh không quen người phụ nữ đó. Bây giờ anh đi tìm Nghiêm Hổ đi. Tôi đã nói với anh ta rồi. Bất kể dùng cách gì, đào ba tấc đất lên, cũng phải tìm cô gái đó cho tôi. Rõ. Tôi nhất định sẽ tìm ra cô ta. Nhất định. Ngài Okamoto, xem ra lần này lại là một nhóm người gây án. Một người đàn ông trẻ, một cô gái trẻ, thêm một kẻ dụ thuộc hạ của tôi ra xe. Xem ra còn có một kẻ đặt thuốc nổ nữa. Khốn kiếp. Tôi tuyệt đối không thể tha cho bọn chúng. So với việc để mày chết trong tay quân Nhật, chi bằng tao đánh mày chết luôn cho xong. Đừng mà đừng. Em có điều muốn nói. Anh, anh nghe em nói. Nói ngay. Em cũng bị quan mà. Anh nói xem. Em không làm gì cả. Em chỉ uống một bát đậu hũ. Ai mà biết xảy ra chuyện lớn như vậy. Mày gây ra họa này mà còn nhỏ à?
Vì mày, tao lại nghe chửi cả một buổi chiều đấy. Vì cứu mạng mày, chiều nay tao đã phải nói gãy lưỡi. Tao nói đến rách cả mép rồi đấy. Nếu không, nếu không thì bây giờ tao đã nhặt xác mày rồi. Cảm ơn anh. Anh tin em lần này đi. Em sẽ nghĩ mọi cách để tìm được con đàn bà đó, tìm được hung thủ để làm mát mặt anh. Có bản lĩnh rồi đó. Tao phỉ nhổ mày. Chỉ bằng mày ư? Chỉ dựa vào mấy trò mèo của mày thôi mà tìm được hung thủ hay sao? Tao phỉ nhổ vào. Anh Hổ, mày mệt à? Mày nói xem, mày còn có thể làm được việc gì ra hồn? Anh tin em một lần đi. Em đã nói chuyện với con bé đó, em nhớ giọng nói của cô ta. Chỉ cần chúng ta lục soát trong thành là có thể tìm được manh mối. Lục soát, lần nào mày chẳng bắt nhầm cả đống người. Cuối cùng thì sao? Chẳng được tích sự gì cả. Anh bắn mưa xuân ghê quá, dìm chết cái đồ nhà mày. Vừa nãy tôi có hơi mạnh tay. Sao hả, có đau không? Đau lắm. Đánh cậu là vì muốn tốt cho cậu. Bớt gây họa cho tôi đi. Đi, đưa cậu đi uống rượu để giải tỏa. Uống rượu à? Uống rượu. Cô đã nghe tin tức hôm nay chưa? Anh nói đến tin tức này có phải không? Hôm nay khắp thành đều đang bàn tán chuyện này. Cô nói xem chuyện này có phải lại là Lục Tử Tranh làm không? Dám đi đánh bom xe ô tô của Okamoto, ám sát nhân vật hàng đầu của quân Nhật. Có thể làm ra một việc dũng cảm mà mạo hiểm như vậy thì chỉ có đội của họ thôi. Đáng tiếc lại để cho hắn chạy mất. Bây giờ chúng đang lục soát khắp thành. Mấy ngày nay chúng ta phải đặc biệt cẩn thận. Hơn nữa phải chú ý đến nhóm của Lục Tử Tranh. Nhỡ có tình hình gì, chúng ta phải tận lực giải vây giúp họ. Tôi hiểu. Phùng Vĩnh Quý, cậu xem tôi mang đồ gì ngon về cho cậu này. Bánh bao nhân thịt mà cậu thích nhất. Phùng đại thiếu gia đổi tính rồi à? Bánh bao cậu thích mà không thèm nhìn à? Tôi đã ăn cái bánh cuối cùng trước mộ của cha tôi rồi. Tôi sẽ không bao giờ ăn nữa. Bây giờ tôi không ăn được gì đâu. Lần này tuy chúng ta không giết được Okamoto, nhưng chúng ta nhất định sẽ có cơ hội giết hắn. Lục Tử Tranh đâu? Anh ấy và Tiểu Mạn ra ngoài rồi. Về rồi đây. Tôi đem đồ ngon cho cậu này. Rượu. Bây giờ cậu muốn dùng thứ này để an ủi tôi à? Tử Tranh, cậu đừng gây kích thích cho cậu ấy nữa. Tâm trạng của ấy không tốt. Người anh em, cậu mới nhìn qua thì nó đúng là một chai rượu đúng không? Vậy thì tốt. Thật ra thì không phải. Đây là một bình thuốc nổ dạng lỏng. Thuốc nổ. Thuốc nổ dạng lỏng. Đúng vậy. Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất mà tôi và Kỷ Minh Hạo nghiên cứu được công thức chế tạo.
Tử Tranh, cậu có kế hoạch gì mới à? Okamoto không tin tưởng người Trung Quốc, nhưng mà đối với người Nhật Bản như hắn thì lại khác. Tôi tìm hiểu được, cứ đến cuối tuần đều có một số quân quan Nhật đến nhà Okamoto cùng uống rượu với hắn. Cơ hội này chúng ta có thể lợi dụng được. Chào Thái Quân. Chào Thái Quân. Chào Thái Quân. Chào Thái Quân. Thái Quân, tôi là thuộc hạ của đội trưởng Nghiêm. Anh còn nhớ tôi không? Thuộc hạ của ai? Nghiêm Hổ, đội trưởng Nghiêm. Anh không nhận ra tôi à? Tôi không có ấn tượng. Cậu có việc gì không? Là thế này, đội trưởng Nghiêm của chúng tôi đặc biệt dành một chai brandy, bảo tôi mang đến biếu anh. Vừa nãy tôi đến phòng làm việc tìm anh, nhưng anh không ở đó. Sau đó nghe nói anh đến chỗ ngài Okamoto, nên tôi đi luôn đến đây để tặng cho anh. Chai brandy này là brandy đẳng cấp của Pháp. Anh có tìm cả thiên tân này cũng không có chai thứ hai đâu. Đội trưởng Nghiêm của chúng tôi đã mất nửa ngày trời để tìm cho anh đó. Đội trưởng Nghiêm còn biết hôm nay anh đến thăm ngài Okamoto. Thật là trùng hợp, ngài Okamoto cũng thích uống brandy nhất, cho nên rượu của đội trưởng Nghiêm là tặng cho tôi hay là tặng cho ngài Okamoto? Đương nhiên là biếu anh rồi. Nhưng mà nếu anh có thể đem chai brandy này tặng cho ngài Okamoto thì sẽ trở thành ý tốt của anh đối với ngài ấy. Hôm nay vừa đúng ngày 15, lại là Tết Nguyên Tiêu của Quý Quốc. Nếu ngài Okamoto nhận được món quà này của anh, tôi nghĩ anh ấy nhất định sẽ rất vui. Khá lắm, đội trưởng Nghiêm của các cậu rất hiểu chuyện. Nhưng vì sao anh ta lại phải làm vậy? Tôi không dám giấu gì anh, đội trưởng Nghiêm của chúng tôi muốn anh giúp anh ấy nói hộ vài câu trước mặt của ngài Okamoto, để anh ấy sớm được làm cục trưởng cục cảnh sát. Đồ khốn, vì sao cậu không giúp đội trưởng Nghiêm của các cậu đưa đến bàn làm việc của ngài Okamoto? Thái Quân, anh xem anh nói kìa, văn phòng của ngài Okamoto là nơi mà một người như tôi có thể tùy tiện vào sao? Đúng không? Một người thấp hèn như tôi không thể vào đó được. Được được, cho nên đội trưởng Nghiêm nói với tôi rồi, anh ấy nói anh là người hòa nhã nhất, cho nên mong anh có thể giúp chúng tôi, nhờ anh đó. Đúng rồi, đây là giấy chứng nhận của tôi, anh xem. Cậu rất thông minh. Cảm ơn Thái Quân. Làm cho tốt vào, có tiền đồ đấy. Hoàng Quân thích lắm. Cảm ơn Thái Quân. Cảm ơn. Cảm ơn. Đã đến Tết Nguyên Tiêu rồi. Một năm trước bà chủ Miêu vẫn còn ở đây. Tôi vẫn nhớ dáng vẻ động lòng người của cô ấy. Tôi nhớ ở trong phòng khách của bà chủ Miêu, đàn ông muốn gặp cô ấy xếp hàng dài. Thiên tân của một năm trước vẫn chưa phải là thiên tân của đế quốc Nhật Bản. Bà chủ Miêu tự gây họa cho mình, không đáng để anh phải thương nhớ. Tiên sinh, anh nói có phải không? Bà chủ Miêu đối với tôi, thôi đi, cậu không hiểu đâu. Dân, tôi không hiểu chuyện nữ nhi tình trường, nhưng tôi biết niềm vinh dự của đế quốc to lớn hơn tất cả. Có được cục diện của thiên tân ngày hôm nay, không thể phủ nhận công của tiên sinh. Nhìn bề ngoài thì thiên tân có vẻ là bình an quy thuận, nhưng thật ra dưới đáy là sóng ngầm, liên tục xảy ra chuyện.
Chẳng lẽ cậu đã quên vụ nổ mấy hôm trước rồi sao? Cậu đã quên đội sát khấu rồi sao? Mỗi giây mỗi phút chúng ta đều không được mất cảnh giác. Rõ. Báo cáo. Vào đi. Ngài Okamoto, đây là chai Remdi của Pháp. Tôi khó khăn lắm mới tìm được. Xin biếu anh làm quà Tết nguyên tiêu. Remdi à? Keisuke, cậu có lòng rồi. Được, vậy tối nay chúng ta cùng uống vui vẻ. Vâng. Đây thật sự là rượu ngon. Nghe nói cả thành Thiên Tân này không tìm được cha thứ hai đâu. Cậu lấy được từ đâu ra? Là thuộc hạ của Nghiêm Hổ tìm giúp tôi. Nghiêm Hổ? Vâng. Hắn phái người mang đến. Vâng. Là thuốc nổ. Ném ra ngoài. Tập hợp. Mau tập hợp. Thuốc nổ. Lại là thuốc nổ. Nhất định phải tìm được đội sát khấu cho tôi. Phải tiêu diệt hết bọn chúng. Rõ. Lục Tử Tranh, không phải cậu giỏi lắm sao? Không phải cậu có bản lĩnh lắm sao? Sao mà lên kế hoạch cả nửa ngày trời mà bọn chúng vẫn không bị gì hết? Anh tức giận cái gì? Không phải đã giết được một tên quan Nhật sao? Còn cả tên Nghiêm Hổ nữa. Tử Tranh đóng giả thuộc hạ của hắn, giết chết một tên quân quan Nhật, lần này cũng đủ giết chết hắn rồi. Phải. Nếu có thể tiêu diệt được Nghiêm Hổ, chúng ta sẽ dễ dàng giết được Okamoto và Naoshima. Nếu không giết được thì sao? Nếu không giết được hắn thì sao? Nói đi chứ. Phùng đại thiếu gia lại dở tính khí ra rồi. Phùng Vĩnh Quý thấy khó chịu trong lòng. Kệ cô ấy đi. Gần đây mọi người phải canh chừng Phùng Vĩnh Quý. Đừng để cậu ấy ra ngoài gây chuyện. Ngài Okamoto, chai thuốc nổ đó thật sự không liên quan gì tới tôi. Tôi bị hại. Tôi bị hãm hại. Anh phải tin tôi. Tôi một lòng một dạ trung thành với Hoàng quân. Nhất định là tôi đã ở trong tầm ngắm của đám Trung Cộng chống đối lại Hoàng quân. Đây là kế ly gián của chúng. Kế ly gián chỉ là cách nói của riêng đội trưởng Nghiêm. Không không không. Cậu và tôi bằng mặt không bằng lòng. Ấy là cậu đã rắp tâm từ lâu rồi. Không hề. Ngài Okamoto, tôi vẫn luôn bán mạng cho Hoàng quân. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ ngài. Tôi không thể có rắp tâm gì khác. Tôi lấy đầu của tôi ra đảm bảo. Đồ khốn. Cái đầu của cậu không đáng tiền. Trong chuyện này cậu là kẻ tình nghi lớn nhất. Đế quốc không thích hợp tác với những người không sạch sẽ. Ngài Okamoto xin tha mạng. Tôi thực sự không làm gì cả. Cậu không phải sợ. Được. Tôi biết chuyện này không phải cậu làm. Đúng đúng đúng. Hy vọng sau này cậu có thể tiếp tục trung thành với đế quốc. Tận tâm tận lực. Trung thành, trung thành. Nhất định, nhất định tận lực. Cậu không mau cút đi. Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài. Ngài Okamoto, Nghiêm Hổ sai thuộc hạ hành động. Vì sao ngài vẫn còn giữ hắn?